Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Video này tôi giới thiệu đến các bạn cây đàn guitar Nhật Yamaha cực kỳ đẹp, cực kỳ mới. Cần cực kỳ mỏng. Mỏng suốt từ trên đây xuống đây đều mỏng. Mà cần thì lại rất tốt, cực kỳ thẳng và action nhẹ và thấp. Tôi đo luôn action. Mở màn là sẽ đo action luôn. Đây thước đo classic guitar đây. Đo dây 6 và dây 1 nhé. Không được thấp quá vành đen, cũng không được cao quá vành đen. Ngăn 12 dây số 6. Các bạn thấy chưa, nó cực kỳ tiêu chuẩn chưa? Đây, đo chính xác là vị trí này. Ngăn 12 đây. Và đây là dây số 1 này. Action rất là thấp và nhẹ. Ngựa còn nguyên bản luôn, ngựa thậm chí còn chưa mài. Chứng tỏ cái đàn này cực kỳ mới. Cần nó rất mỏng luôn, mỏng đến mức mà tôi còn chưa gặp cái đàn nào mỏng như thế này. Tuy cần mỏng nhưng không bị cong nhé, cần vẫn thẳng luôn. Khóa còn vàng chói. Mặt top đây, mặt top này, những cái vết này là vết mồ hôi nhé. Mặt top chỉ duy nhất bị một vết cấn nhẹ ở đây thôi, một chấm nhỏ ở đây. Đấy, chỉ bị một vết chấm nhỏ ở đây thôi, bằng đầu đũa nhỏ như vậy thôi. Còn lại tổng thể bốn xung quanh đàn mới, bốn xung quanh đàn mới hết, không có va chạm. Những vết này là mồ hôi đều có thể lau được nhé, do tay tôi cầm vào. Đàn được làm những cái bo viền này cũng rất là thẩm mỹ và đẹp, cực kỳ chắc chắn. Đường keo gót cần, cần đàn, đầu đàn, khóa đàn, khóa đàn màu vàng sáng chói. Hiện cái đàn đã được thay dây Savarese của Pháp, bộ dây cao cấp. Về âm thanh thì dòng này là dòng CG. Model là CG171C. 171C tức là chữ C là mặt CDA đấy. Nó sẽ rất là ấm. Đây tôi xem tem đàn nhé. Tem đàn còn mới luôn, cực kỳ đẹp. Có số khung sơ di đầy đủ nhé. Đấy, riêng hàng của Yamaha nó luôn có số khung như số khung xe máy luôn. Ở cần đàn có số khung như là khung xe. Ở đây là tem đàn Yamaha CG171C. C là mặt top là CDA đấy. Gỗ CDA thì là nó ra chất âm, nó giải tần nó rất là rộng, trầm và cao đều nó đều tái hiện tốt. Bây giờ tôi sẽ test âm này. 6 dây buông. Thank you.
Cây đàn này hiện trên thị trường bán tại các cửa hàng này nó rơi vào khoảng 10 triệu các bạn nhé. Các cái cửa hàng nhạc cụ ở các trường nhạc viện nó sẽ đang được niêm yết giá 10 triệu. Video này tôi thanh lý một là 4,6 triệu đồng. Có tặng kèm bao đựng đi kèm của nó là một cái bao vải chống va đập, bao vải dày chống va đập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Một cây đàn cực kỳ đẹp, chỉ có mịn một vết chấm ở đây thôi.